Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngoài đề nghị truy tố 38 bị can về 6 tội danh gồm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong đại án Việt Á, cơ quan điều tra Bộ Công an C03 còn đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình đối với các bị can. Cụ thể, C03 đề nghị giảm nhẹ với bị can Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo C03, bị can Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục số tiền nhận từ Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Bị can Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương cũng được đề nghị xem xét giảm nhẹ vì thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can Thăng tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án và có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương. Bị can Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác. Bị can Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được xác định tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án. Bị can Tạc có thành tích xuất sắc trong công tác. Các bị can Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Huỳnh, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý Giá thuốc, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, cũng được xác định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt. Bị can Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phạm Duy Tuyến. Bị can Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC Hải Dương, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án, đã nộp khắc phục số tiền đã nhận của Phạm Duy Tuyến. Bị can Phạm Duy Tuyến cũng được xác định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án. Bị can có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục một phần số tiền đã nhận của công ty Việt Á. Bị can Nguyễn Văn Định, cựu giám đốc CDC Nghệ An, được xác định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án. Bị can có bố đẻ là liệt sĩ, có thành tích xuất sắc trong công tác, chủ động nộp tiền khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi từ công ty Việt Á trước khi bị phát hiện. Bị can Lâm Văn Tuấn, cựu giám đốc CDC Bắc Giang, cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án. Bị can đã chủ động trả lại tiền hưởng lợi nhận từ công ty Phan Anh trước khi bị phát giác. Bị can Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC tỉnh Bình Dương, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ bản chất vụ án. Bị can có thành tích xuất sắc trong công tác, có nhiều đóng góp cho công tác y tế tại tỉnh Bình Dương, đã tự nguyện nộp khắc phục một phần hậu quả thiệt hại. Bị can Phan Quốc Việt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, làm rõ toàn bộ bản chất vụ án. Việc có đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phần lớn số tiền hưởng lợi gây thiệt hại tài sản nhà nước và tiền đưa hối lộ đã được thu hồi. Trong vụ án Việt Á, 6 người bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự, có thể đối diện mức hình phạt cao nhất là tử hình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Theo tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, trong số này, 6 người bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự, mức hình phạt cao nhất là tử hình. Những bị can đối diện khung hình phạt cao nhất gồm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của Nguyễn Thanh Long, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế. Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 51 tỷ đồng. Nguyễn Huỳnh nhận hối lộ hơn 53,9 tỷ đồng, trong đó bị can đã chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long hơn 49,9 tỷ đồng và giữ lại cho cá nhân 4 tỷ đồng. Bị can Phạm Duy Tuyến nhận hối lộ 27 tỷ đồng, Trịnh Thanh Hùng nhận hối lộ 350.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 7 tỷ đồng, Nguyễn Minh Tuấn nhận hối lộ 300.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 6,9 tỷ đồng, Nguyễn Nam Liên nhận hối lộ 100.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 2 tỷ đồng.
Chiều ngày 16 tháng 8, tại buổi thông tin kết quả phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, phóng viên đã đề nghị lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương cho biết về tiến độ điều tra các vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, AIC. Trả lời câu hỏi này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết tất cả các vụ án đều nằm trong kế hoạch kết thúc điều tra, truy tố, xét xử trong năm 2023. Các cơ quan chức năng phấn đấu kết thúc điều tra trong năm 2023. Trong đó, có những vụ đủ điều kiện sẽ truy tố, có những vụ đủ điều kiện sẽ xét xử, ông Miên nêu rõ. Trả lời câu hỏi về chùm án Việt Á, ông Miên cho biết, vụ án xảy ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và bất cứ ai cũng không mong muốn. Trong bối cảnh đặc biệt như vậy, những vi phạm xảy ra, tội phạm xảy ra đã được các cơ quan trung ương, địa phương nỗ lực khẩn trương, tích cực điều tra, chứng minh làm rõ. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đưa ra 8 yêu cầu cụ thể. Đồng thời, cả 8 yêu cầu được các cơ quan liên quan làm rõ. Hiện đã khởi tố 33 vụ án, trên 111 bị can với 6 tội danh. Các vụ án đã đến giai đoạn có thể kết thúc điều tra được. Phấn đấu đến cuối năm kết thúc điều tra, truy tố xét xử cả chùm án Việt Á này. Trong 33 vụ, có những vụ địa phương đã thụ lý giải quyết, nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử. Theo ông Miên, vì bối cảnh chống dịch đặc biệt nên cũng có nhiều vi phạm, sai phạm vì mục tiêu chống dịch liên quan tới rất nhiều con người, từ các bộ ngành trung ương xuống địa phương, rồi các đơn vị doanh nghiệp, khối ngoài nhà nước, công tư đều có cả. Do đó, Ban Chỉ đạo đã có chủ trương, chỉ đạo phân loại xử lý đối tượng đầy khoa học và cũng rất nhân văn, nhân ái, nhưng cũng rất nghiêm khắc như lời Tổng Bí thư nói. Trong đó, thống nhất chỉ nghiêm trị người có chức vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định của đảng, nhà nước, đem lại lợi ích bất hợp pháp cho công ty Việt Á. Thứ nữa là người chủ mưu, cầm đầu, người vì động cơ vụ lợi, chiếm số tiền lớn cũng sẽ bị nghiêm trị, hết khung, hết khoản. Nhóm này liên quan đến những tham nhũng tiêu cực, tội rất nặng và đến nay đã được làm rõ. Còn nhóm 2, 3, 4 phân hóa ra, có chính sách miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhóm này là nhóm thứ yếu, phụ thuộc, phải thực hiện theo mệnh lệnh. Đặc biệt, ông Miên cho rằng họ không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi và ở tuyến đầu chống dịch, vi phạm chủ yếu hoạt động trong đấu thầu. Trong bối cảnh cần kit xét nghiệm ngay, họ phải thực hiện theo chỉ đạo để có kit xét nghiệm, phục vụ người dân và chỉ biết làm vì việc chung. Hậu quả thiệt hại là có, nhưng trong bối cảnh chống dịch không thể thực hiện trình tự, thủ tục theo luật định về đấu thầu. Vi phạm rồi, để lại hậu quả lớn, phải xử lý. Nhưng trong bối cảnh như thế, nên Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương tha hết tất cả hậu quả thiệt hại của nhóm này. Thống nhất xử lý kẻ chủ mưu cầm đầu, chứ không phải tất cả. Với chùm án Việt Á, sẽ phân loại và có tiêu chí xử lý của các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương hướng dẫn. Đặc biệt, đưa xem xét để tha hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và không phải chịu trách nhiệm dân sự, ông Miên nói. Với vụ án xảy ra ở CDC Quảng Ninh vừa được xét xử, ông Miên chỉ rõ cũng được vận dụng cơ chế này để xử lý. Ông nhấn mạnh thêm, với việc phân hóa này cũng để đội ngũ y bác sĩ không may đã bị và đang bị xử lý trong vụ án Việt Á mà không có yếu tố vụ lợi có thể an tâm. Liên quan đến vụ đăng kiểm, ông Miên nói, Ban Chỉ đạo đã giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giao nghiên cứu ban hành tiêu chí để phân loại xử lý. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.